Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3021 Sau khi nghe xong khúc chấn thần của Hoang Dược Phi hôm qua, anh đã được lợi rất nhiều và tinh thần lực của anh tăng lên. Điều này làm cho ý thức của anh về thế giới nhỏ của chính mình càng thêm rõ ràng và anh bắt đầu nắm bắt được những điều nhỏ bé của thế giới nhỏ. Anh đã đạt đến phương pháp châm cứu thần bí tầng thứ ba nhưng lại không sinh ra căn nguyên chi lực tương tự như tiểu kim và tiểu thanh như hai tầng trước điều này khiến Đường Tuấn có chút nghi ngờ nhưng cũng không tìm ra được vấn đề. Đồng thời, anh cũng bắt đầu do dự, không biết có nên thử tầng thứ tư hay không. Đường Tuấn bước ra khỏi nhà và thấy các tộc nhân của đệ cửu mạch dường như đã biến mất. Đúng lúc này, một giai điệu trầm thấp theo gió bay tới giống như khúc chấn thần, nhưng là hát hoàn toàn khác với hoang dược phi lộ ra sự vô cùng bi ai. Đường Tuấn bước ra khỏi nơi đóng quân nhìn thấy ở ven đan hà cách đó không xa, Hoàng Tàn Phong và những người khác đứng thành một vòng tròn với vẻ mặt nghiêm trang, ở giữa bọn họ là một đống lửa lớn đang cháy, thi thể của Hoang Cửu Hỏa được đặt ở giữa đống lửa. Hoàng Tàn Phong và những người khác cúi đầu, nhắm mắt lại, thấp giọng hát khúc chấn thần, tiếng hát thanh tạo lan xa. Thân thể Hoang Cửu Hỏa bắt đầu bùng cháy, vừa lúc ngọn lửa đạt đến cực điểm, từ trong ngọn lửa sinh ra một tia sáng, quang mang lượn lờ trên ngọn lửa, cuối cùng đi vào trong cơ thể của Hoàng Cửu Hoa khi ngọn lửa gần như đã cạn thi thể của hoang cửu hoa đã biến mất chỉ còn lại một đống cho tàn gió thổi nhẹ qua cuốn đi đống cho tàn một số rơi xuống đan hà một số bay phấp phới trên đồng cỏ cửu hỏa lão tổ hoan nghênh về nhà hoang dược phi trầm giọng nói một câu hào quang trên người hoang dược phi đột nhiên biến mất mọi thứ trở lại bình thường đường tuấn đứng từ xa quan sát lúc này anh cũng rất muốn về nhà trở về trái đất để gặp lại bạn bè và người thân quen thuộc của mình chiến thần thánh y đường tuấn thu lại ánh hào quang trên người hoang dược phi hoang tàn phong và những người khác mới nhìn về phía cô bé với một chút ngạc nhiên và vui mừng trong ánh mắt hoang tàn phong nói dược phi có thể nhận được cơ nghiệp của cửu hỏa lão tổ đó là một chuyện may mắn cho dòng dõi của chúng ta chuyện này nhất định phải được giữ bí mật mọi người gật đầu hoàng vũ vui vẻ nói ngày mai là lễ trưởng thành của em gái bây giờ còn nhận được thừa kế của cửu hỏa lão tổ thật sự là niềm vui nhân đôi, hoang tàn phong cũng nở một nụ cười. Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi, mạch chủ, ngày mai là lễ trưởng thành của Dược Phi, nếu hoang vô cực dẫn người tới thì chúng ta nên giải quyết như thế nào? Vẻ mặt của Hoang Tàn Phong ngưng trọng và nói, yên tâm đi. Tôi đã liên hệ với một số người ở đệ lục mạch và đệ thất mạch, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ đến. Nếu như Hoang vô cực vẫn nhất quyết đến thì vẫn phải cân nhắc một chút. Về phần hoang vô dục, bây giờ anh ta đang canh giữ truyền tống trận ở thành La Phù cũng không thể thoát ra khỏi đó nên tạm thời không cần lo lắng. Nghe được lời nói của hoang tàn phong, vẻ mặt của mấy vị trưởng lão và đám người hoang vũ cũng đã dịu đi một chút, nhưng hoang dược phi vẫn cau mày nói cha, đệ lục mạch và đệ thất mạch đã lâu không qua lại với chúng ta, bây giờ đột nhiên đồng ý vì chúng ta mà ra mặt, còn lo lắng rằng không biết bên trong có ẩn tình gì hay không. Hoang tàn phong nói, ta cũng hiểu, nhưng bọn họ là chiếc phao cuối cùng của chúng ta. Cho dù bọn họ có yêu cầu gì miễn là không quá đáng thì chúng ta vẫn phải đồng ý. chương 3022 Nghe vậy, vẻ mặt của Hoang Vũ và những người khác tối sầm lại. Bây giờ để cử mạch của bọn họ quá yếu, nếu không thì sẽ không phải khom lưng khuỵu gối như vậy. Hoang Dược Phi nắm chặt tay, nhìn đường Tuấn đang đứng ở ngoài lều, ý đổ bái sư càng thêm kiên định vào ngày thứ ba mà đường Tuấn đạt đan hà cảnh thì đệ cửu mạch đã trở nên sôi động. Hôm nay là lễ trưởng thành của Hoang Dược Phi, với tư cách là toàn bộ đệ cửu mạch hay toàn bộ tộc quần thú hoang cổ đại, tộc nhân duy nhất có bác sĩ thiên tài nên lễ trưởng thành của cô bé được định sẵn sẽ rất khác. Hơn nữa, Hoang Dược Phi vừa mới có được sự thừa kế của Hoang Cửu Hoa không lâu càng làm tăng thêm màu sắc huyền bí cho buổi lễ này. Toàn bộ hơn 100 tộc nhân của đệ cửu mạch của thủ hoang vu cổ đại tập hợp lại một số thì đánh trống hát hò ầm ĩ trong giọng hát tràn đầy sự vui vẻ một số thì làm đồ ăn ngon khiến người ta phải dơ ngón cái đường tuấn nhìn cảnh tượng trước mặt và cảm thấy như thể mình đã trở về trái đất anh bước ra khỏi lều chậm rãi bước đi những người từ đệ cửu mạch vẫn tiếp tục chào hỏi anh trên đường đi anh đường thử tay nghề của tôi đi rượu do tôi nấu là loại ngon nhất trong toàn bộ dòng dõi thú hoang cổ đại anh có thể uống bao nhiêu tùy ý anh đường tôi có một số món đồ nhỏ lấy từ Đan Hà về đây. Anh có thể xem qua và lấy bất cứ thứ gì anh thích. Những tộc nhân thú hoang cổ đại này rất nhiệt tình, đối với Đường Tuấn giống như gia đình của chính mình. Đường Tuấn cười đáp lại, thỉnh thoảng lấy một ít đồ ăn rồi bắt đầu ăn. Anh Đường, cha nói rằng hôm nay sẽ có kẻ xấu đến gây rối. Anh lợi hiện như vậy có thể giúp chúng tôi đánh lại kẻ xấu không? một cô bé chỉ cao tới đầu gối của đường Tuấn rụt rè đứng trước mặt anh với vẻ mặt ngây thơ và vẻ mặt mong chờ. Dòng dõi thú hoang cổ đại có được yêu đãi độc nhất là gần như có thể thay đổi hình dạng ngay sau khi sinh ra. Do kích thước khổng lồ nên bọn họ thường duy trì hình dạng con người. Đường Tuấn sờ sờ đầu cô bé, cười nói, yên tâm đi, hôm nay không ai có thể gây tối đâu. Cô bé ngây thơ nở nụ cười, đi theo phía sau đường Tuấn nắm chặt bàn tay nhỏ thành nắm đấm, khua khua trước mắt, vui vẻ nói, em muốn tận mắt nhìn anh đường đánh kẻ xấu. Được, đường Tuấn mỉm cười đồng ý. Khi tộc nhân thú hoang dã cổ đại ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi hơi nhíu mày, nhưng cũng không phát ra tiếng. Theo góc độ của bọn họ, mặc dù đường Tuấn rất mạnh nhưng để đánh bại những thiên tài mạnh mẽ như hoang vũ cực và hoàng vô dục thì có năng lực mạnh vẫn là chưa đủ. Sở dĩ không nói gì là vì không muốn đường Tuấn mất mặt, cũng không muốn dập tắt hy vọng của cô bé đó. Lễ thành niên bắt đầu rồi. Chương 3023. Một tiếng trống lớn đột ngột vang lên, tất cả các tộc nhân đều đi về phía bục cao. Trên bục cao là bảo vật của đệ Cửu Mạch và nó có thể được coi là một nửa đạo khí. Rất lâu trước đây, khi đệ Cửu Mạch còn là đệ nhất mạch có vô số bảo vật và vài đạo khí nhưng bây giờ chỉ còn một đệ tế lễ trên bục cao này. Sở dĩ vẫn có thể giữ lại là bởi vì trên đài cao này ngoại trừ tế lễ thì không hề có năng lực phòng thủ và tấn công cũng không có kẻ nào chịu ra tay vì bảo vật vô bổ này. Bục cao 100 mét, xung quanh là bậc đá bậc thứ nhất, uy năng nhàn nhạt, nhạt khuếch tán ra xung quanh khiến người ta cảm thấy chấn động. Dù sao cũng là một nửa đạo khí, cho dù không có tác dụng công kích và phòng ngự thì cũng không phải vật bình thường. Đường Tuấn và cô bé đứng dưới bục cao, trong khi hoang tàn phong và những người khác ngồi trên đó hoang dược phi quỷ gối cung kính. Ngoài những tộc nhân của đệ cửu mạch này còn có hai người đàn ông trung niên đang đứng trên bục cao. Vẻ mặt của hai người này có chút lãnh đạm, khi nhìn những tộc nhân phía dưới cũng có chút lạnh lùng. Hai người này là đại diện cho đệ lục mạch và đệ thất mạch, hoang bác hà và hoang uyên. Hiện, giọng của hoang tàn phong vang lên. Thân thể hoang dược phi lắc lư, trong nháy mắt hóa thành một thú hoang cổ đại dài hơn 10 mét nằm trên mặt đất của bể cao. Tay hoang tàn phong cầm một cây bút màu đen trên đầu bút mang theo một vầng hào quang mờ nhạt. Khi ông ta đang chuẩn bị nghi lễ tiếp theo, một giọng nói đột nhiên vang lên, anh Tàn Phong quá trình của anh có gì không đúng. Bàn tay đang viết của Hoang Tàn Phong hơi dừng lại, nhìn về phía người nói rồi nói, Bác Hà, em nói vậy là có ý gì? Với tư cách là mạch chủ của đệ cửu mạch, ông ta rất hiểu rõ quy trình và từng chi tiết của lễ trưởng thành, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Những lời của Hoang Bác Hà rõ ràng là có ý khác ánh mắt của hoàng bác hà lạnh lùng liếc nhìn tộc nhân của đệ cửu mạch sau đó mới nhìn về phía hoang tàn phong mỉm cười nói để điểm cắt cho tộc nhân sắp trưởng thành thì phải là cường giả mạnh nhất trong tất cả các tộc nhân tham gia lễ trưởng thành anh tàn phong lẽ nào đến tổ huấn anh hay còn không nhớ sao hoàng uyên cũng cười nói anh bác hà lời anh nói có chút không đúng bọn họ là đệ cửu mạch ở dưới cùng của dòng dõi chúng ta lấy đâu ra cường giả chỉ cần tìm được con mèo hay con chó là có thể điểm cắt thay sao có thể nhớ được tổ huấn này nếu lời nói của hoàng bác hà có chút khó hiểu thì lời nói của hoàng uyên lại rất thẳng thắn ý của ông ta trong lời nói là chế nhạo hoang tàn phong là mèo là chó mạch chủ bị sỉ nhục như vậy đám tộc nhân bên dưới đệ cửu mạch bên dưới đồng thời lộ ra vẻ tức giận cúi xuống các người không xứng đứng ở trên đó dám sỉ nhục mạch chủ tôi muốn đấu với các người một trận chương 3024. Các tộc nhân của đệ cửu mạch giận dữ hét lên. Nụ cưới trên mặt hoang bác hà thu lại, ông ta khinh thường liếc nhìn tộc nhân đệ cửu mạch ở phía dưới, của mắng, xem ra anh hoang Uyên nói còn chưa rõ ràng, theo chúng tôi thấy, các người là một đám chó mèo không đáng lên bục. Ông ta lại nhìn về phía hoang Tàn Phong, lạnh giọng nói, hoang Tàn Phong, anh cũng vậy, một mạch chủ lụi bại của đệ cửu mạch cũng đáng làm anh em với em. Sắc mặt của hoang Tàn Phong tái mét, khi biết được hai người này tới quấy rối, trong mắt ông ta đè nén lửa giật, nói: "Để cửu mạch không chào đón các người, các người cút đi ngay lập tức." Hoàng Bắc Hà và Hoàng Uyên hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói: "Khi nào chúng tôi rời đi, cũng không tới lượt mạch chủ phế vật như ông quyết định." Hoàng Bắc Hà nói: "Dựa theo tổ huấn, ông không xứng đáng có được bút điểm xa này. Hãy để tôi đem nó đi." Sắc mặt của Hoàng Tàn Phong vô cùng khó coi, cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch của hai người này. Phía dưới, Đường Tuấn nhíu mày, hỏi cô bé, điểm xa này có gì đặc biệt không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lúc này cũng tràn đầy lửa giận, nghe Đường Tuấn hỏi, vẫn cố gắng bình tĩnh để trả lời, điểm xa là một trong những bước quan trọng nhất trong lễ trưởng thành của bộ tộc chúng tôi, người điểm xa và người bị điểm xa sẽ tạo thành mối quan hệ mà dưới một số tình huống đặc thù, người bị điểm xa phải vì người điểm xa mà trả giá hết thảy, không thể có bất kỳ lừa gạt nào. Mặc dù không có bất kỳ lời thề nào, nhưng đây là tổ huấn, nếu ai không tuân thủ thì người đó sẽ bị đuổi ra khỏi bộ tộc. Cho nên, dưới tình huống bình thường, người điểm xa thường là bậc cha chú hoặc là mạch chủ, rất ít người từ mạch khác đến điểm. Đường Tuấn đột nhiên hiểu được, thì ra Hoang Bắc Hà muốn mượn chuyện này để khống chế Hoang Dược Phi. "Anh Đường, họ chính là người xấu, anh mau đuổi họ đi được không?" Cô bé nắm lấy góc áo Đường Tuấn vô cùng đáng thương nói. Đường Tuấn nói, "Không vội." cứ để cho họ nhảy nhót thêm một chút. Trên đài cao, Hoàng Tàn Phong lạnh lùng nói, không bao giờ có chuyện đấy. Hoàng Bắc Hà nói, Hoàng Tàn Phong, tôi cho ông một cơ hội, đưa bút điểm xa cho tôi, để tôi điểm xa cho cháu gái Hoàng Dược Phi. Mâu thuẫn giữa các người và đệ ngũ mạch Hoàng Vũ Cực, tôi sẽ giúp các người giải quyết. Hoàng Tàn Phong nói, không cần, các người đi đi. Vậy phải trách ông rồi. Hoàng Bắc Hà cười lạnh một tiếng, bàn tay anh ta hướng về phía hoang tàn phong bắt tới. Hoang tàn phong cũng bộc phát khí thế, muốn bước lui đối phương. Nhưng thực lực của hoang bắc hà rõ ràng mạnh hơn hoang tàn phong không chỉ một bậc, tốc độ bàn tay tăng vọt, trong nháy mắt đánh vào vai hoang tàn phong. Hoang tàn phong chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, bút điểm xa đã rơi vào trong tay hoang bắc hà. Ba, hoang dược phi và hoang vũ cùng nhau hét lên. Ha ha ha, ánh mắt lạnh lùng của hoang bắc hà nhìn hoang tàn phong, Nói, loại phế vật như ông mà cũng xứng làm mạch chủ, chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của bộ tộc cổ hoang thú. Trong tay ông ta cầm bút điểm xa, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, nói vô cực, cậu có thể đi ra được rồi. Sắc mặt của Hoang Tàn Phong và tộc nhân của đệ cửu mạch đột nhiên thay đổi. Chương 3025. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Đây là một chàng trai có khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt hung ác, nham hiểm những ai mà tâm trí không kiên định chỉ nhìn anh ta thì sẽ run rẩy hoang vũ cực nhìn thấy người này đám người hoang tàn phong cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện hóa ra tất cả chuyện này đều là hoang bắc hà bắt tay với hoang vũ cực trong lòng hoang tàn phong hối hận không kịp chỉ sợ sau khi ông ta tìm tới hoang bắc hà và hoang uyên hai người này lập tức báo cáo với hoang vũ cực đáng chết hoang tàn phong tức giận tự trách bản thân mình dẫn sói vào nhà Hoàng vũ cực không để ý ánh mắt mọi người, từ không trung chậm rãi hạ xuống, Hoàng Bắc Hà lập tức đưa bút điểm xa đưa cho anh ta. Tôi đã nói rồi, cô sẽ là người của tôi, phải phục vụ tôi. Tay của Hoàng Vũ cực cầm bút điểm xa vô cùng hài lòng, các người có cố gắng dẫy dụa như thế nào thì sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đây? Muốn tìm mạch khác hỗ trợ, đúng là hành động buồn cười. Các người cũng biết, hiện giờ để cửu mạch các người trong mắt bát mạch chẳng khác gì chuột qua đường hoang dược phi lúc này hóa thành bản thể đang quỳ dạp trên mặt đất cô bé rất muốn đứng lên nếu thật sự để hoang vũ cực điểm xa cho cô vậy cô thả chết còn hơn nhưng sau khi hoang vũ cực xuất hiện một cỗ khí thế cường đại đè lên người cô khiến cô không thể nhúc nhích chỉ có thể trợ mắt nhìn hoang vũ cực đang ngày càng tiến lại gần hoang tàn phong muốn ngăn cản hoang vũ cực nhưng hoang bắc hà và hoang uyên gắt gao ngăn chặn ông ta các trưởng lão khác cũng liên kết nhưng cũng không làm được hoang vũ cực so với vị thiện tài của đệ ngũ mạch, hoàng vũ cực thì đám người của đệ cửu mạch này quá yếu. Tuy rằng họ chỉ cần trưởng thành là đạt động hư cảnh, nhưng cùng là động hư cảnh, cũng có tranh lệch rất lớn. Dùng các loại tài nguyên yêu hậu bồi dưỡng, một động hư cảnh vũ trang có thể đánh 100 người khác cũng không phải việc gì khoa trương. Ở đệ cửu mạch, tài nguyên thiếu thốn, muốn bồi dưỡng ra một động hư cảnh lợi hại là chuyện rất khó làm được được. Toàn bộ đệ cửu mạch cũng mới chỉ có hai ba người đạt động hư cảnh trung kỳ nhưng cũng chỉ là loại yếu nhất thực lực chênh lệch quá lớn các người không chạy trốn lại nằm ngoài dữ liệu của tôi tôi cũng sắp xếp biển duyên ở đan hà cảnh chờ các người chính là muốn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của mấy người nhưng dù sao thì kết quả đều giống nhau hoàng vũ cực cười nhạt không hề che giấu sự trào phúng và khinh thường xem ra hoàng vũ cực vẫn chưa biết chuyện xảy ra tối hôm qua lúc này anh ta đã đi đến phía trước Hoàng Dược Phi. chương 3026 Ngay khi Hoàng Vũ Cực chuẩn bị điểm xa cho Hoàng Dược Phi thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên, anh Đường, người xấu muốn điểm xa cho chị Dược Phi, anh mau ra tay giúp chị ấy đi. Giọng nói vang lên, có chút cấp bách, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Hoàng Vũ Cực cũng dừng động tác. Bị nhiều tộc nhân nhìn chằm chằm như vậy, cô bé bỗng nhiên khẩn trương, ngửa đầu, ánh mắt chờ mong nhìn đường Tuấn, nói anh đường, anh nhất định có thể đánh bại kẻ xấu đúng không?" Đường Tuấn sờ sờ đầu cô bé, nhẹ giọng nói, "Đương nhiên." Nói xong, anh dùng một tay bế cô bé leo lên đài cao. "Làm bộ làm tịch, Hoàng Bắc Hà, đánh anh ta xuống cho tôi." Hoàng Vũ cực cười nhạo, không nhìn nhiều nữa. Anh ta dặn dò một tiếng, chuẩn bị điểm xa cho Hoàng Dược Phi. Nhưng khi anh ta vừa quay đầu lại, một tiếng "bịch" nặng nề từ phía sau truyền đến. Anh ta quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Hoang Bắc Hà và Hoang Uyên ngã trên mặt đất, mà Đường Tuấn đã dắt cô bé lên đài cao. Ánh mắt Hoang Vũ cực hơi ngưng trọng, trầm giọng nói, nhân tộc, anh muốn chết. Anh ta vừa nói xong, một quyền của Đường Tuấn đã đánh tới. Ở trong tầm mắt Hoang Vũ cực, nắm tay của Đường Tuấn càng lúc càng lớn. Hoàng Vũ cực cười lạnh. Lực lượng của nhân tộc nhỏ yếu như vậy còn muốn thương tổn chính mình. Nếu anh ta đứng yên để cho đối phương đánh, cũng không khác gì gãi ngứa nghĩ tới đây anh ta cũng lười ra tay muốn nhìn ánh mắt tuyệt vọng của đối phương một lúc anh ta định để cho đối phương nhìn thấy phòng ngự của cổ hoang thú vô địch bịch một tiếng nắm đấm của đường tuấn đập vào đầu của hoang vũ cực hoang vũ cực cảm thấy trước mắt mình xuất hiện cả chùm sao trong đầu nổ vang cú đánh này như muốn anh ta bị mù đường tuấn thu hồi nắm đấm nhíu mày nói với hoang tàn phong có phải đầu anh ta có vấn đề không hôm nay tuy rằng anh không mạnh lắm nhưng dù sao cũng là thể hỗn độn, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cũng có thể so sánh với động hư cảnh hậu kỳ. Tên Hoàng Vũ Cực này lại không thèm phòng ngự, không phải đầu có vấn đề thì là cái gì? Hoàng Tàn Phong cũng không biết nói gì, Hoàng Vũ Cực này không phải là thiên tài chiến đấu của đệ ngũ Mạch Sao, tại sao chỉ một quyền đã bị đánh ngã? À, à, à Hoàng Vũ Cực tức giận gầm lên. Anh ta nghe thấy Đường Tuấn nói, như muốn phát điên lên. Anh ta nói, nhân tộc. Vừa rồi là tôi chuẩn bị không đủ, bây giờ tôi muốn giết chết anh. Chương 3027 bây giờ mấy người biết hối hận chưa? Hoàng Vũ Cực vừa dứt lời, sắc mặt các tộc nhân của đệ cửu mạch như hoang tàn phong biến sắc. Họ thấy, nguyên nhân Hoàng Vũ Cực thất thủ vừa rồi, khả năng cao là khinh địch, cũng không phải do Đường Tuấn mạnh. Nhưng khi Hoàng Vũ Cực nghiêm túc, Đường Tuấn muốn làm anh ta bị thương cũng khó. Nói nhảm vừa thôi. Đường Tuấn nói rồi vỗ bàn tay một cái. Hoàng Vũ cực cười nhạo, ánh mắt khinh thường, anh ta, hừ, một cái rồi nói, làm lại mánh cũng muốn đấu với tôi cũng vô dụng. Anh ta bộc phát lực lượng, cánh tay biến thành một cánh tay thú to gấp mấy lần, cơ bắp vô cùng dữ tợn. Loại trạng thái hóa bán thú này có thể phát huy một bộ phận lực lượng của cổ hoang thú, vượt qua thân thể người bình thường. Trong nháy mắt hai bàn tay chạm vào nhau. Hoang vũ cực nhe răng cười một tiếng, nhưng nụ cười còn chưa mở rộng, đã cảm thấy ở tay vô cùng đau đớn. Toàn bộ bàn tay của hoang vũ cực buông thóng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt anh ta vô cùng kinh hãi. Anh ta đã hóa bán thú, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Một tay anh ta đỡ cánh tay, sắc mặt âm trầm nhìn Đường Tuấn, nói không ngờ đệ cửu mạch lại mời một vị cao thủ như anh tới. Ha ha ha, nhưng anh có dám động vào tôi không? nói thật cho anh biết, thiếu gia hoang vô dục của bộ tộc cổ hoang thú sẽ lập tức sẽ đến đan hà cảnh. Thực lực của anh tuy rằng không tồi, nhưng cũng vẫn không bằng anh ta. Anh ta nói xong những lời này nhưng Đường Tuấn không cảm thấy thế nào. Tuy nhiên, sắc mặt của đám người hoang tàn phong lại thay đổi, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt. Làm sao có thể, hoang vô dục là thiên kiêu chi tử này lại đến đan hà cảnh làm gì? Không phải anh ta là chấn thủ thành la phù hay sao? nắm đấm của hoang tàn phong lặng lẽ nắm chặt, trong lòng ông ta như muốn tuyệt vọng. Đối phó với hoang vũ cực, với năng lực của đệ cửu mạch còn có thể chống cự một phần. Nhưng khi đối phó với hoang vô dục, họ cũng không thể có một chút chống cự. Bởi khoảng cách giữa họ là quá lớn. Vẻ mặt đám người hoang dược phi, hoang vũ tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, thôi xong rồi. Đều là thú hoang cổ đại, tuy rằng hoang vô dục sẽ không đến mức hạ sát thủ, nhưng kết cục của hoàng dược phi chắc chắn sẽ vô cùng không tốt nhìn thấy vẻ mặt của họ hoàng vũ cực cười lạnh một tiếng nói ha 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 bây giờ mấy người biết hối hận chưa hoàng tàn phong vội vàng nói với đường tuấn anh đường anh mau rời đi đi anh đường mau đi thôi nếu không hoàng vô dục đến anh sẽ không đi được đâu ngoặc kép hoàng vũ cũng khuyên nhủ cô bé bên cạnh đường tuấn hỏi anh đường Hoàng Vô Dục là người xấu rất lợi hại sao? Đường Tuấn sờ sờ đầu cô bé, nói em yên tâm đi, chỉ cần anh ở đây, cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám động thủ. Trường 3028 em đúng là người không biết sợ. Cô bé nghe vậy thì nở nụ cười, nói anh Đường thật lợi hại. Nhưng đám người hoang tàn phong lại giật mình nhìn Đường Tuấn, lúc này họ cũng không biết nên nói cái gì. Hoang Vô Dục chính là thiên kiêu của bộ tộc cổ hoang thú, là thiên tài của đệ tam mạch ngay cả hoang vũ cực ở trước mặt anh ta cũng phải cúi đầu nể sợ thế mà đường tuấn lại nói đối phương nhìn thấy anh ta ở đây sẽ sợ tới mức không dám động thủ họ vốn định nói một hai câu nhưng nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của cô gái nhỏ những lời nói kia không biết nên nói như thế nào ha 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 cười chết tôi tiếng cười điên cuồng của hoang vũ cực vang lên anh ta không kiêng nể nói tôi thừa nhận anh lợi hại nhưng những lời này của anh có gì khác với khoe khoang không chứ? Đợi lát nữa công tử Hoang vô dục đến, xem khi đó anh còn dám nói như vậy nữa không. Anh ta nhìn cô gái nhỏ, đồng tình nói, "Đợi lát nữa công tử Hoang vô dục đến, tôi sợ người tên anh Đường này sẽ sợ tới mức chân mềm nhũn." Những lời của anh ta vừa rồi là lừa em mà em vẫn hạnh phúc như vậy. Cô gái nhỏ vung nắm đấm, nói, "Anh mới không được. Anh Đường rất lợi hại, nhất định có thể giúp chúng tôi đánh kẻ xấu." ồ vậy sao em đúng là người không biết sợ anh ta lạnh lùng nói công tử hoang vô dục sắp tới rồi các người muốn chạy thì chạy nhanh đi anh đường anh xem nếu không hoang tàn phong ngập ngừng nói đường tuấn khoát tay nói yên tâm chỉ là một hoang vô dục mà thôi chỉ cần anh ta dám đến tôi chắc chắn anh ta không dám động thủ trong lòng hoang tàn phong chỉ biết thở dài tuy rằng trong lòng ông ta cũng có tức giận nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hoang vũ cực âm trầm cười, dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ cần chờ hoang vô dục đến, khi ấy kết quả sẽ rõ. Đường Tuấn nói, trước tiên, mọi người cứ hoàn thành lễ trưởng thành đi. Hoang tàn phong gật đầu, cầm chiếc bút điểm xa, vẽ một ký hiệu trên bản thể của hoang dược phi. Một ánh sáng lóe lên, sau đó tiến vào trong cơ thể cô bé. Hoang dược phi hóa lại thành hình người, rụt rè đứng bên cạnh hoang tàn phong, ánh mắt cô bé thỉnh thoảng nhìn đường Tuấn, mang theo sự lo lắng. Tuy rằng lễ trưởng thành hoàn thành thuận lợi, nhưng tộc nhân của đệ cửu mạch lại không thể thả lòng. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn về phía xa, không khí trong sân đột nhiên yên tĩnh đến cực điểm. Chỉ có đường Tuấn và cô bé còn đang vừa nói vừa cười, không để ý nguy cơ đang tiếp cận. Vẻ mặt của cô gái nhỏ, Chương 3029, tại sao tên sao chổi này lại ở chỗ này? Người cầm đầu mặc kim giáp, dưới thân cưỡi một đầu ba đầu dị thú. Từ xa, mọi người đã cảm nhận được sát khí vô cùng nồng đậm, khiến cho họ run lên. Phía sau người này là một đám binh lính mặc áo giáp đen, dáng người khôi ngô, sát khí của họ cũng chẳng kém người đứng đầu là bao. Ha ha ha, công tử hoang vô dục tới rồi, hơn nữa còn mang theo cấm vệ hắc giáp nữa. Đệ Cửu Mạch các người lần này coi như xong rồi." Hoàng Vũ Cực nhìn thấy quân đội từ phương xa đang tiến tới thì nói to, tiếng cười vô cùng đắc ý. Ngược lại, mặt của tộc nhân của Đệ Cửu Mạch đều mặt như cho tàn. Cấm vệ Hắc Giáp là bộ đội tinh nhuệ của bộ tộc cổ hoang thú, ai cũng mạnh hơn hoang tàn phong. "Thiếu gia hoang vô dục, cứu tôi." Khi Cấm vệ Hắc Giáp tới gần đài cao, Hoàng Vũ Cực hét lên, Mặc dù đều là một trong chín mạch của bộ tộc cổ hoang thú, nhưng hoang vô dục xuất phát từ đệ tam mạch, thân phận hay thực lực của anh ta cũng mạnh hơn nhiều đệ cửu mạch. Chỉ cần nhìn cấm vệ hắc giáp làm tùy thân hầu hạ là có thể biết được điều này. Hoang vô dục nghe được tiếng kêu cứu thì nhìn về phía hoang vũ cực. Nhìn thấy hoang vũ cực đang vô cùng chật vật, biểu cảm trên mặt anh ta trở nên âm trầm. Hoang vũ cực là em trai của anh ta, cũng coi như là một trong những người phát ngôn của anh ta ở bên ngoài, lại bị người khác đánh thành bộ dạng như vậy, anh ta cũng không còn mặt mũi nào. Thật đảm đảm, ngay cả người của tôi cũng dám động. Sát khí trong lòng hoang vô dục chợt lóe lên. Vốn dĩ là thiên tài đệ tam mạch, giết chết mấy người đệ cửu mạch, cũng không ai dám nói anh ta nửa câu. Nhưng khi tầm mắt của anh ta rời sang bên cạnh, khi nhìn thấy đường Tuấn ngồi trên đài cao, anh ta đột nhiên thời giật mình, cơ thể run rẩy, thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống tại sao tên sao trổi này lại ở chỗ này? Hoang vô dục cố nén xúc động quay đầu bỏ chạy, trong lòng thầm mắng. Hoang vũ cực lại không biết suy nghĩ trong đầu của hoang vô dục, vẫn hết to, thiếu ra hoang vô dục, chính là tên này làm tôi bị thương. Anh phải làm chủ cho tôi, thiếu ra hoang vô dục, anh ta còn nói, chỉ cần anh ta ở đây, cho anh mượn 10 lá gan, anh cũng không dám động thủ. Loại người cuồng vọng này, anh nhất định phải giáo huấn anh ta một trận, để cho anh ta hiểu được trời cao địa rộng là như thế nào. Hoàng Vũ cực càng nói càng hưng phấn, như thế anh ta vừa hét vừa nhìn thấy cảnh đường Tuấn bị đánh ngã. Nhưng anh ta không phát hiện vẻ mặt Hoàng Vô Dục ngày càng u ám. Hoàng Vô Dục dẫn theo cấm vệ hắc giáp rừng trên đài cao. Đám người hoang tàn phong vội vàng tiến lên, cung kính nói chuyện này không liên quan đến anh đường. Tất cả tội lỗi hãy trách mạch để cửu mạch chúng tôi. Hoàng vô dục không nói một lời. Yên tâm, tôi nói chỉ cần có tôi ở đây, anh ta cũng không dám động thủ. Nếu anh ta dám làm điều đó, tôi sẽ đánh anh ta thành con lợn." Đường Tuấn thản nhiên nói. Sắc mặt mấy người hoang tàn phong thay đổi, trầm giọng nói, "Anh Đường, đừng nói nữa." Chương 3030, anh Đường không hề lừa gạt em. Ông ta chủ động gánh chịu tội lỗi, chính là vì bảo vệ Đường Tuấn. Vậy mà hiện tại Đường Tuấn còn nói những lời như vậy, hoang Vô Dục tha cho anh mới là lạ đường tuấn lại coi như không nghe thấy nhìn hoang vô dục nói anh muốn thay anh ta làm chủ sao hay là phải giáo huấn tôi một trận thật tốt anh có chắc không ánh mắt đường tuấn trêu chọc xong rồi không cứu được nữa rồi đám người hoang tàn phong cũng không nghĩ được gì nữa hoang vô cực cứ tưởng đường tuấn nói những lời này sẽ khiến hoang vô dục lập tức ra tay nhưng hoang vô dục lại bình tĩnh đến kỳ lạ lúc này Hoàng Vũ Cực cũng phát hiện Hoàng Vô Dục có điều gì đó khác thường. Thiếu ra Hoàng Vô Dục, Hoàng Vũ Cực trầm ngâm nói. Cầm miệng lại, Hoàng Vô Dục quát. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, anh ta từng bước đi tới trước mặt đường Tuấn, giọng nói mang theo vài phần cung kính, nói Hoàng Vô Dục chào anh đường. Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh muốn làm chủ cho anh ta sao? Nói xong, anh đá cho Hoàng Vũ Cực một cái tuy rằng biểu cảm của hoang vô dục không dễ nhìn, nhưng anh ta vẫn cung kính trả lời, không dám ạ. Đám người hoang tàn phong vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoang vô dục là người luôn luôn kiêu ngạo, ương ngạnh, nhưng bây giờ lại dịu dàng như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh đường không hề lừa gạt em, cô bé nhảy nhót. Ba, không thể tưởng được, thân phận anh đường thật sự không tầm thường. Hoang Dược Phi và Hoang Vũ ngạc nhiên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, mặc kệ như thế nào, nguy cơ bị tiêu diệt của đệ cử mạch coi như giải trừ. Có thể làm cho hoang vô dục ngang ngược biểu hiện như thế, đường tuấn chắc chắn là đại nhân vật mà họ không biết. Nhìn thấy dáng vẻ của đám người hoang tàn phong, hoang vô dục nhướng mày, trầm giọng nói, anh đường, anh có thể bảo vệ họ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ họ một đời. Anh ta hơi dừng lại, nói tiếp, hội trưởng lão trong tộc chúng tôi đã quyết định, đá tộc của họ ra khỏi bộ tộc cổ hoang thú. Không có danh hào cổ hoang thú, kết cục của họ còn thảm hơn lúc này gấp 10 lần. Không thể có chuyện đó được, cậu gạt người, hoang tàn phong điên cuồng gầm lên, nhìn chằm chằm hoang vô dục, run rẩy nói, thiếu ra hoang vô dục, nhất định là cậu đang lừa gạt chúng tôi đúng không? Nếu bởi vì lời nói của anh Đường thì tôi xin lỗi cậu. Những tộc nhân khác của đệ cửu mạch cũng nhìn về phía hoang vô dục, muốn nghe chính miệng anh ta nói lại một lần nữa. Hoàng vô dục cười lạnh, nói thân phận của tôi bây giờ cũng không cần lừa gạt các người. Lần này tôi tới đan hà cảnh, chính là muốn tuyên bố với các người mệnh lệnh này. Trong khi nói chuyện, anh ta lấy ra một cuốn sách gấm. Anh ta triển khai văn tự trong cuốn sách gấm, hơn trăm chữ chẳng chịt hiện lên trên không trung. Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn Hết chương 3030